Rồi, nguyên liệu để nấu cháo bầu gồm có là đây là trái bầu, cà rốt với khoai tây. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra.
À, mấy người nghe nói bầu xào bầu ấy chứ đây là món cháo bầu quân đội, là khi mình đi quân đội á thì mình mới nghe trong quân đội bầu nhiều lắm, trồng bầu nhiều lắm nên mình mới nghĩ ra món này để cho khỏi bị hăng tí đó. Trước tiên là mình muốn nấu được nồi cháo bầu là mình phải rang gạo lên. Trước tiên mình rang gạo lên để mình nấu cháo. Đều lên cho nó giòn. Gạo nấu cháo muốn ngon á thì mình phải nấu gạo nở nha mọi người. Gạo nở thì nó nấu cháo ăn nó rất ngon, còn gạo dẻo ăn cháo nó không ngon đâu. Hồi xưa đi đến mình nấu một nồi là phải 40 người ăn mà ai cũng khen ngon hết. Nghe nói cháo bầu ăn kêu trời ơi bầu sao nấu cháo. À, để mình nấu cho các bạn xem. Bây giờ mình mới khi mình nấu lên được nồi cháo bầu rồi ai ăn cũng khen, đến chỉ huy của mình cũng vậy. Lần đầu tiên tôi ăn món cháo bầu rồi từ đó là cứ bắt mình nấu hoài. Thôi đó, thêm gạo nó đã ăn lên gấp rồi. Nấu cháo bầu là cháo bầu nó hơi già thôi nha mọi người, mình phải cho nó già quá. Già quá thì ăn nó không ngon. Rồi, mình đổ nước vào. À, cháo sôi lên là cá lóc mình đã luộc rồi, mình bỏ cá lóc luộc rồi. Mình đậy vung lại. Vung này vung lớn rồi. Cá lóc là để cho nước nó ngọt. Rồi, thế là phần cháo với cá lóc xong. Bây giờ mình tiếp tục các bước tiếp theo. Rồi, tiếp tục cháo mình đã nhuyễn. Mọi người cháo nhuyễn rồi đúng không? Rồi mình bỏ cái bầu xào nãy vào, rồi đổ chung vào. Rồi, trộn đều lên, mọi người thấy. À, món này mà nói thật sự buổi trưa cùng bác chiến hữu đồ nhâm nhi mấy ly thì thôi biết nào nó mới say đó. Mọi người thấy đẹp chưa đó, mình bỏ chung lại nhau đó. Khi hãy nêm nếm rồi, hãy thì mình nêm nếm rồi đó, mình nêm nếm trong bầu á, chút nữa nó sôi lên thì mình sẽ nêm nếm lại. Rồi bỏ cà rốt vô, cà rốt với khoai tây xào vào là nó sẽ tô điểm lên nồi cháo của mình nha mọi người. À, mọi người thấy khác chưa? Nồi cháo trắng mà chưa bỏ gì, nó chỉ là nồi cháo trắng. À, khi bỏ gia vị vào rồi nó cũng là một nồi cháo trắng. Rồi, mời đậy lại cho nó sôi lên là dùng ok. Trong quân đội thì mình nấu gia vị thì rất đơn giản. Chắc hồi xưa giờ người ta chưa ăn á, lúc đó chưa ăn lần nào nên nó ngon, cảm giác ngon. Nhưng bây giờ mình về mình đầy đủ đồ chơi rồi, mình nấu cho bài bản rồi, chắc mình nghĩ ăn chắc tiệc của mèo rất là ngon. Cái này là nhà mình có người nào không ăn tiêu được á thì mình bỏ tiêu ở ngoài riêng. Khi nó đã sôi lên vậy, mình này món khoái khẩu của mình là mình thích ăn cháo nha mọi người. Tất cả các loại cháo, cháo sườn, cháo gì mình thích ăn cháo. À, tuyệt vời quá mọi người ơi. Cái cảm giác mà nó ngọt của bầu, ngọt của nấm, ngọt của tôm. Mình bỏ thêm miếng muối nữa. Cảm giác thật là do mất.
vô. Thiết nắp. Thế là xong. Chào mọi người nha, hẹn mọi người ở video tiếp theo. Cái món này mình đặt tên cho nó là món cháo bầu quân đội. Công thức được cách làm thì mình trên video mình có nói hết rồi. Mọi người muốn mình nấu món gì hay món gì lạ lạ thì mọi người hãy nhắn tin cho mình để mình học hỏi nha mọi người. Và những ai mà chưa đăng ký hãy đăng ký để theo dõi những kênh tiếp theo. Rồi mình sẽ suy nghĩ ra mình sẽ nấu nhớ lại những món trong quân đội mình nấu cho mọi người xem. Này cũng nhiều người nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh nghe nói cháo bầu thì có thể biết. Đợt trước mình cũng có đi ăn, sau này trong quân đội mình nấu xong rồi mình nghe ở thành phố này nó có cái món cháo bầu cô ba nữ, cháo bầu cô trinh nữ. Nó ở Hóc Môn. Các bạn muốn biết rồi bấm lên logo là cháo bầu cô trinh nữ thì nó sẽ hiện ra. Rồi chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nhớ đăng ký và chia sẻ cho mình nha. Rồi mình cảm ơn mọi người, chào, bye bye. Stop.